Xin chào tất cả mọi người, mình là Huyền. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về sự khác biệt giữa debit cards và credit cards. Trước tiên để nói về cái debit card, cái này mình gọi nôm na là cái thẻ ngân hàng. Có nghĩa là khi mình ra ngân hàng, mình mở một cái tài khoản, hoặc là checking hoặc là savings, thì người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ debit card. Và cái thẻ này nó sẽ được kết nối trực tiếp vào trong tài khoản của mình. Khi mà mình xài cái thẻ này thì tiền sẽ được trực tiếp lấy ra từ tài khoản của mình. Thì nó cũng y chang như xài tiền mặt thôi, không có khác gì hết. Có tiền trong nhà băng thì xài, không có tiền thì không có xài. Vậy thôi, nó không có một cái lợi ích gì hết. Không có points, không có điểm, không có cashback, không có gì hết. Bình thường thì Huyền không bao giờ xài cái debit card hết. Huyền chỉ dùng nó để rút tiền từ cây ATM khi mà mình cần tiền mặt như vậy thôi. Chứ còn mua đồ hay là đổ xăng không bao giờ Huyền đụng tới cái debit card. Là tại vì lỡ như cái máy nào đó người ta bị hack, thì cái information của cái thẻ mình bị ăn cắp. Rồi người ta dùng cái đó, người ta mua đồ, dùng số thẻ của mình người ta mua đồ hoặc là lấy tiền ra, thì mình trực tiếp bị mất tiền từ trong nhà băng. Huyền thì chưa bị lần nào hết, nhưng mà Huyền có nghe người này người kia nói. Có người thì nói mất luôn không lấy lại được tiền, có người thì nói lấy được. Thì Huyền cũng không có biết rõ là có được hay không, nhưng mà Huyền biết chắc chắn là cái quá trình lấy lại tiền thì nó cũng rất là cam go. Cho nên chắc ăn là Huyền không có xài cái debit card. Tiếp theo nói về cái credit card. Mình gọi nôm na cái credit card này là cái thẻ tín dụng. Có nghĩa là mình phải apply để xin cái thẻ tín dụng này. Và người ta sẽ check cái credit của mình để coi thử cái credit của mình có good hay không, để người ta ra quyết định là có cấp cho mình cái thẻ tín dụng này hay không. Xài cái thẻ tín dụng này thì nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp từ cái số tiền mình có trong tài khoản ngân hàng, mà giống như là mình mượn tiền của ngân hàng mình xài trước, rồi cuối tháng mình sẽ trả lại cho ngân hàng. Xài credit cards có rất là nhiều lợi ích. Và cái lợi ích thứ nhất của nó là protection. Có nghĩa là cái tài khoản của mình được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như Huyền bị mất cái thẻ, rồi ai đó lụp được cái thẻ, rồi lấy đi đổ xăng, đi mua đồ, đi xài tùm lum hết trong cái thẻ đó của Huyền. Thì khi Huyền phát hiện cái thẻ đó Huyền bị mất, Huyền chỉ có việc gọi lên ngân hàng và nói là tôi bị mất cái thẻ rồi, những cái số tiền đó không phải là tôi xài. Thì ngay lập tức họ sẽ trả lại tiền đó cho Huyền, và Huyền sẽ không cần phải chịu trách nhiệm về một cái số tiền nào mà không phải là Huyền xài hết. Hoặc là khi Huyền dùng credit card mua đồ online, mà trên cái chỗ Huyền mua đồ họ không có gửi đồ về, hoặc là họ gửi đồ về bị thiếu, hoặc là khi họ gửi về bị mất, hoặc là bị hư hại gì đó, mà khi Huyền gọi lên trên cái chỗ bán đồ mà họ không có chịu giải quyết cái đó cho Huyền, thì Huyền cũng có thể gọi credit card của Huyền và họ ngay lập tức sẽ trả tiền lại cho Huyền. Cái lợi ích thứ hai khi xài credit card đó là để build credit. Các bạn cũng đã biết rồi, ở Mỹ, credit là một cái yếu tố rất là quan trọng. Mua nhà, mua xe, mở phone, mướn nhà, mướn xe, coi như làm cái gì cũng cần phải có credit. Thì cái bước đầu tiên để mình build được cái credit tốt đó là mở một cái credit card và trả tiền đúng hẹn hàng tháng. Các bạn nên nhớ, mình phải trả tiền đúng hẹn hàng tháng thì cái điểm credit của mình nó mới tăng dần được. Chứ các bạn cứ trả tiền trễ hoài thì cái điểm credit của mình sẽ càng ngày càng xấu đi. Cái lợi ích thứ ba khi xài credit card đó là mình có thể có điểm, reward hoặc cashback trên cái số tiền mà mình xài. Ví dụ như credit card của Huyền cho Huyền 2% cashback, thì khi Huyền xài 100 đồng, họ sẽ trả lại cho Huyền 2 đồng. Và cái phần trăm cashback nó sẽ dao động từ 1% cho tới 5% tùy theo cái credit card mà mình có và tùy theo cái nơi mà mình xài. Nếu như mà mình xài bằng tiền mặt hoặc là debit card thì đâu có ai cho mình lại cashback đâu. Thì ví dụ như mình trước sau gì mình cũng phải đi chợ, trước sau gì mình cũng phải đổ xăng, thì thay vì mình dùng tiền mặt, không có ai cho lại mình đồng nào cashback, thì mình dùng cái credit card này, mình có thể lấy lại từ 1 cho tới 5% cashback, thì tại sao không dùng, đúng không? Ba cái lợi ích Huyền mới nói trên, có thể nói là ba cái lợi ích chính
mà hầu hết tất cả các credit cards đều có. Những lợi ích Huyền nói sau đây, các bạn có thể tìm thấy trong một số các credit cards khác nhau. Thứ nhất là Extended Warranty Protection. Ví dụ như Huyền đi mua một cái máy giặt, thì Huyền chỉ có warranty 1 năm thôi. Nhưng mà nếu Huyền dùng cái thẻ credit card của Huyền mua cái máy giặt đó, thì họ có thể gia hạn cho mình thêm 1 năm nữa. Có nghĩa là mình có tổng cộng là 2 năm warranty. Thứ hai là Purchase Protection. Ví dụ như Huyền dùng cái credit card để đi mua một cái iPhone, mà trong vòng 4 tháng đầu Huyền làm mất cái iPhone hoặc là làm hư cái iPhone, thì Huyền có thể gọi lên credit card và họ có thể đền lại số tiền đó cho Huyền. Số tiền họ đền cho mình có thể lên tới 500 đồng và còn tùy thuộc vào món đồ nữa. Thứ ba là Trips Cancellation Insurance. Ví dụ như mình book một chuyến đi du lịch, thì thông thường là mình book trước mấy tháng mình mới đi, chứ đâu phải mình mua vé là mình đi liền đâu. Thì trong vòng mấy tháng đó, lỡ như có người nhà mình bị bệnh, mình phải cần phải take care, hoặc là mình bị bệnh, hoặc là có người thân bị mất mà mình không đi được, hoặc là thời tiết, hoặc là do một cái lý do nào đó mà mình không có thể đi được, thì thường thường đa số mình sẽ bị mất cái số tiền mình dùng để mua ticket hoặc là đặt khách sạn. Thì nhưng mà nếu như mình dùng cái credit card để mình mua vé máy bay hoặc là đặt khách sạn, thì mình có thể lấy lại được cái số tiền đó. Và cái số tiền họ có thể trả lại cho mình có thể lên đến 1.500 một người, hoặc là 6.000 cho một chuyến đi. Thứ tư là Car Rental Insurance. Như các bạn cũng đã biết, ở Mỹ khi lái xe mình cần phải có bảo hiểm. Thì khi mình đi mướn xe cũng vậy, người ta sẽ hỏi mình có muốn mua bảo hiểm của họ hay không. Nếu như cái credit card của bạn có Car Rental Insurance Benefit, thì các bạn nên trả lời là không. Vì khi các bạn dùng cái thẻ đó để mướn xe, nó đã có bảo hiểm cho các bạn rồi. Thứ năm là Baggage Insurance Plan. Khi mà mình dùng cái credit card để mua vé máy bay, vé tàu hoặc vé xe, thì họ đã tự động cho mình luôn cái bảo hiểm cho cái hành lý của mình. Lỡ khi mình tới nơi mà hành lý bị mất, hoặc bị hư, hoặc bị ăn cắp, thì họ có thể đền cái giá trị của cái hành lý đó cho mình. Họ sẽ đền lên tới 1.250 đồng cho cái hành lý xách tay và 500 đồng cho cái hành lý ký gửi. Thứ sáu là Baggage Delay Insurance. Khi mà mình dùng cái credit card để mình book vé máy bay hoặc là vé tàu, vé xe, mà khi mình tới nơi cái hành lý của mình chưa tới, nó không có bị mất, nó chỉ bị delay thôi, thì mình phải chờ mấy ngày thì hành lý mới tới. Thì trong cái thời gian mình chờ đó, mình cần phải mua cái dụng cụ cá nhân, ví dụ như sữa rửa mặt, kem đánh răng gì đó, thì họ sẽ cho mình 100 đồng một ngày trong vòng 3 ngày trong khi chờ đợi. Thứ bảy là No Foreign Transaction Fee. Có nghĩa là khi mà mình đi ra ngoài nước Mỹ, thường thường những nếu mà mình dùng cái credit card bình thường á, thì họ sẽ charge mình cái fee gọi là cái Foreign Transaction Fee, có nghĩa là cái phí khi mà mình dùng cái thẻ ngoài nước Mỹ. Nhưng nếu như cái thẻ của mình nó cho mình cái benefit là No Foreign Transaction Fee, có nghĩa là khi mình đi ra ngoài nước Mỹ mình dùng, họ sẽ không có charge mình cái phí đó. Cho nên khi các bạn đi nước ngoài, nhớ check coi credit card của các bạn có offer cái benefit này hay không nhé. Thứ 8 là Return Protection. Nếu như mình dùng cái thẻ credit card để mua một món hàng nào đó, và trong vòng 90 ngày mà mình muốn trả lại mà ngoài tiệm họ không nhận, thì mình cũng có thể gọi lên credit card để họ có thể trả tiền lại cho mình. Số tiền họ trả lại có thể lên tới 300 đồng một món hàng và tối đa là 1.000 đồng một năm. Các bạn nên lưu ý khi mà mình dùng credit card, mình chỉ dùng credit card khi mà mình cần phải dùng thôi. Ví dụ như đi chợ, trước sau gì mình cũng phải trả tiền đi chợ bằng tiền mặt, thì mình dùng credit card để được điểm. Ví dụ như đổ xăng, trước sau gì mình cũng phải đổ xăng, thì thay vì mình trả tiền mặt thì mình dùng credit card để được điểm. Các bạn đừng có dùng credit card vô tội vạ. Đừng có vì 2% cashback mà đi mua cái giỏ 2.000, hay vì 2% cashback mà đi mua cái máy tính 1.000 mấy. Nói chung là mình chỉ dùng khi mình cần, chứ credit card không phải là tiền free, mình phải trả lại.
nên nhớ phải trả lại, cho nên dùng khi cần mà thôi, đừng dùng vô tội vạ. Thứ hai, các bạn nên lưu ý khi mỗi tháng bill về, các bạn phải trả tiền trước cái ngày due date. Vì những cái payment mà các bạn trả sau ngày due date, họ gọi là late payment. Thứ nhất, nó sẽ ảnh hưởng tới cái điểm credit của mình. Thứ hai, mình phải trả tiền fee vì trả tiền trễ. Mà mình khuyên á, mỗi tháng bill về mình nên pay off luôn. Đừng có để nợ lại, vì cái tiền nợ lại qua tháng sau, họ sẽ trả tiền lời cho mình. Mình phải trả tiền lời và trả tiền lời mỗi ngày trên cái tiền mình nợ họ. Cho nên mình khuyên là mỗi tháng bill về mình pay off dứt điểm rồi lại xài tiếp. Như vậy mình mới không phải trả tiền lời. Mình xài credit card nên nhớ phải xài thông minh, trả hết mỗi tháng để không phải trả tiền lời, để còn được điểm và còn benefit và còn build được credit của mình nữa. Mình hy vọng video hôm nay có thể giúp ích được cho một số bạn. Nếu như các bạn còn có câu hỏi nào nữa, các bạn cứ việc hỏi ở dưới comment below. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.